Đức xem xét bước tiếp theo sau khi Việt Nam không hồi đáp yêu cầu trả Trịnh Xuân Thanh. Các công tố viên Liên bang Đức cho biết đã nhận trách nhiệm kiểm soát cuộc điều tra vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh và người đi cùng ông ta bởi bằng chứng mới cho thấy hai người này có nhiều phần chắc đã bị đưa đến Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin trước khi bị đưa về Việt Nam. Hãng tin Reuters cho biết văn phòng trưởng công tố viên liên bang hôm 10 tháng 8 cho biết cuộc điều tra tập trung vào nghi vấn về hoạt động tình báo nước ngoài và tước đoạt quyền tự do bất hợp pháp. Cuộc điều tra này trước đây nằm dưới quyền kiểm soát của các công tố viên vùng thủ đô Berlin. Văn phòng trưởng công tố viên Liên bang Đức nói Việt Nam đã rút lại yêu cầu dẫn độ ông Trịnh Xuân Thanh, người khi đó đang xin bảo hộ tị nạn ở Đức nhưng bị truy nã ở Việt Nam vì tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Chính phủ Đức ngày 9 tháng 8 công bố đang cân nhắc thực hiện những bước nào tiếp theo sau khi Việt Nam không đáp ứng yêu cầu trao trả Trịnh Xuân Thanh về Đức. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức được Reuters trích lời nói, rất tiếc và vấn đề nghiêm trọng này sẽ không thể nào bị bỏ qua. Hà Nội không thừa nhận đã tiến hành vụ bắt cóc mà chính phủ Đức cáo buộc trong một thông cáo cách đây hơn một tuần. Bộ Ngoại giao Đức không cho biết những biện pháp cụ thể tiếp theo mà họ sẽ áp dụng đối với Việt Nam là gì, nhưng nhấn mạnh rằng Việt Nam đã nhận được một lượng viện trợ. Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel ngày 4 tháng 8 tuyên bố Đức đang xem xét các biện pháp chống lại Việt Nam vì đã tiến hành bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, một cựu lãnh đạo ngành dầu khí của Việt Nam. Hãng tin Reuters trích lời Ngoại trưởng Đức nói việc Hà Nội chối bỏ vụ bắt cóc này gợi nhớ lại những bộ phim gián điệp thời chiến tranh lạnh. Ngoại trưởng Gabriel nói thêm rằng Đức đã yêu cầu nhân viên mật vụ tại Sứ quán Việt Nam ở Berlin rời khỏi Đức vì cho rằng người này có liên can tới việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, trong khi Việt Nam nói rằng ông Thanh tự nguyện trở về. Ngoại trưởng Đức nhấn mạnh, không có gì mâu thuẫn, mà ngược lại, mọi thứ đều hỗ trợ giả định rằng ông ta, với sự trợ giúp của nhóm mật vụ Việt Nam và sử dụng ưu thế cư trú ở Đại sứ quán Việt Nam ở Đức để bắt cóc một người đã xin tị nạn. Trong thông cáo Bộ Ngoại giao Đức công bố hôm 2 tháng 8, Đức cáo buộc Việt Nam tiến hành vụ bắt cóc ở Berlin và yêu cầu đại diện mật vụ của Sứ quán Việt Nam phải ra khỏi Đức trong vòng 48 giờ đồng hồ. Ông Gabriel nói, vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh của Việt Nam sử dụng phương thức mà ông tin là mọi người thường nhìn thấy trong các bộ phim hành động về thời chiến tranh lạnh. Và đây là cái mà chúng tôi không thể chấp nhận được, Ngoại trưởng Đức nhấn mạnh. Ông Thanh bị Việt Nam ra lệnh truy nã quốc tế vì tội danh làm thất thoát 3.300 tỷ đồng trong thời gian lãnh đạo PVC, một công ty con của tập đoàn Petro Việt Nam. Các luật sư và các nhà bình luận tại Việt Nam cho rằng việc ông Trịnh Xuân Thanh xuất hiện trên truyền hình nhà nước tự thú sau khi bị bắt từ Đức về như báo chí quốc tế loan tin là một màn diễn có kịch bản nhằm phục vụ cho mục đích chính trị. Từ thành phố Hồ Chí Minh, luật sư Nguyễn Thanh Lương nhận định rằng nếu thông tin ông Thanh bị bắt cóc đúng như Bộ Ngoại giao Đức và quốc tế loan thì việc tự thú của ông Trịnh Xuân Thanh là có kịch bản. Hãy nói rõ luôn, ở Việt Nam gần đây cũng có một số trường hợp là cũng bắt về rồi hợp thức hóa bằng cách là cho tự thú, nó như một cái chủ trương vậy, cái điều đó là vi phạm pháp luật về tố tụng. Truyền hình Việt Nam VTV đưa ra hình ảnh ông Trịnh Xuân Thanh xuất hiện trong chương trình thời sự tối ngày 3 tháng 8, một ngày sau khi chính phủ Đức ra thông cáo chỉ trích Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Berlin. Bình luận về đơn xin tự thú được cho là của ông Thanh trong chương trình thời sự ngày 3 tháng 8. Luật sư Lê Công Định viết trên Facebook rằng đây là một trò hề rừng rú. Luật sư Định nói, đơn xin tự thú nếu có thật là một tài liệu tố tụng của một vụ án hình sự đã được khởi tố và trong quá trình điều tra, sao lại có thể bị công bố trên phương tiện truyền thông công khai như vậy? Tài liệu tố tụng, theo luật sư Định, luôn phải được bảo mật tuyệt đối. Ông Thanh bị Việt Nam truy nã trong gần một năm qua với tội danh làm thất thoát nghiêm trọng tài sản nhà nước, sau khi cùng ban quản lý PVC, một công ty con của tập đoàn dầu khí Petro Việt Nam, làm thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng trong thời gian từ 2011 tới 2013. Truyền thông Việt Nam từng loan tin rằng vụ án Trịnh Xuân Thanh là vụ án lớn mà đích thân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo thực hiện. Luật sư của Trịnh Xuân Thanh hé lộ nhiều tình tiết mới. Nữ luật sư đại diện cho ông Trịnh Xuân Thanh ở Đức hôm 3 tháng 8 cho VOA Việt ngữ biết rằng thân chủ của mình từng lo sợ cho tính mạng và rằng không có chuyện ông đầu thú. Về sự kiện đang gây căng thẳng ngoại giao Việt-Đức, bà Petra Isabel Slagenhoff kể với VOA Việt ngữ qua email, xin trích, ông ấy bị những người vũ trang bắt cóc lúc 10 giờ 40 phút sáng ở công viên Tiergarten ở Berlin hôm 23 tháng 7. Người thứ hai đi cùng với ông cũng bị bắt cóc.
Sau này chúng tôi biết rằng người này đã bị thương và xuất hiện tại Bệnh viện Việt Đức ở Hà Nội hôm 25 tháng 7. Cảnh sát bắt đầu điều tra vào ngày 24 tháng 7 để truy tìm hai người đã bắt cóc ông Thanh. Hôm 31 tháng 7, chúng tôi nhận được tin ông ấy đã tự nguyện ra đầu thú. Thông tin này hoàn toàn không đúng sự thật. Bà nói thêm, xin trích cảnh sát đã biết danh tính của người thứ hai cũng bị bắt cóc cùng với ông Thanh. Họ cũng đang điều tra những người tham gia vụ bắt cóc. Bà nói, người này theo báo chí của cộng đồng người Việt ở Đức là một nữ cán bộ của Bộ Công Thương. Truyền hình Việt Nam tối 3 tháng 8 đã đăng một đoạn video ngắn về ông Thanh kèm theo đơn xin tự thú. Ông Thanh nói, suy nghĩ không chín chắn, quyết định trốn trong quá trình như thế thì thấy là mình cần phải về để đối diện với cái sự thật. Bộ Công an Việt Nam cuối tháng trước ra thông cáo nói rằng cựu quan chức tỉnh Hậu Giang đã đến trực ban hình sự cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đầu thú. Tuy nhiên, hôm 2 tháng 8, Bộ Ngoại giao Đức đã ra một thông cáo cho biết rằng ông Thanh đã bị phía Việt Nam bắt cóc và đưa về nước. Hôm 3 tháng 8, sau một ngày im lặng, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng. Nữ phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng nói, tôi lấy làm tiếc đến phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức xung quanh vụ việc chị Xuân Thanh. Nữ luật sư cho biết bà đã gặp ông Thanh ở Berlin trước vụ bắt cóc và chưa liên lạc được với người từng bị Hà Nội truy nã gắt gao kể từ khi ông bị đưa về Việt Nam mà chỉ nắm được các thông tin gián tiếp về tình hình hiện nay của ông. Nữ luật sư này cho biết sẽ làm việc với các cơ quan của Đức để đưa ông trở lại Đức, để ông được bảo vệ. Đây cũng là một yêu cầu của Bộ Ngoại giao Đức trong tuyên bố ra ngày 2 tháng 8. Khi được hỏi trước khi bị bắt, ông Trịnh Xuân Thanh có khi nào lo ngại cho tính mạng của mình hay không? Bà nói, xin trích có, cũng có cân nhắc, nhưng chúng tôi không thực sự tin rằng chính phủ Việt Nam có thể làm chuyện này, tức hành động phạm pháp ở Đức. Về lý do ông Thanh xin tị nạn ở Đức, bà nói ông ấy xin tị nạn vì đã biết nước Đức và từng ở đây đầu những năm 90, cũng như từng nhiều lần công cán tới đây nhiều lần. Việc xin tị nạn giúp ông ấy được bảo vệ và có khả năng được ở lại Đức. Ông ấy lo sợ rằng bất kỳ phiên tòa nào cũng sẽ không diễn ra theo pháp luật và được đảm bảo về luật pháp. Ông ấy từng viết tường trình lên Ban chấp hành Trung ương Đảng để bác bỏ các cáo buộc. Bà nói thêm rằng việc lo sợ không được đảm bảo về mặt luật pháp là lý do xin tị nạn chính trị ở Đức. Ở đây ai cũng biết Việt Nam áp dụng. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần bình luận có tờ đề những tiết lộ mới về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Tờ Thời báo.de là tờ đầu tiên trên thế giới báo động Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc từ Berlin và bị áp tải về Việt Nam. Sau đó, Nhật báo TAZ là tờ báo tiếng Đức nổ phát súng đầu tiên, đánh động dư luận Đức. Từ đó, hầu như tất cả các báo chí và hãng thông tấn Đức và quốc tế vào cuộc. Vụ bắt cóc này đã gây ra cuộc khủng hoảng trong mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt-Đức. Hôm thứ Bảy ngày 5 tháng 8 năm 2017, trong Nhật báo TAZ có đăng một bài viết với tựa đề Vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Trong bài viết này có những thông tin mới được tiết lộ sau một thời gian giữ kín để cuộc điều tra của cảnh sát Đức không bị cản trở và nhất là tránh cho phía Việt Nam biết được phía Đức đã nắm trong tay những gì và khi nào. Sau đây là tóm lược những tiết lộ mới tổng hợp với những tin tức của báo chí khác. Chọn lựa sai thời điểm thực hiện vụ bắt cóc. Kế hoạch bắt cóc được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, nhưng có lẽ ban chuyên án không nắm được thông tin là sáng sớm thứ Hai ngày 24 tháng 7 năm 2017, Trịnh Xuân Thanh có lịch hẹn quan trọng tại cơ quan cứu xét tị nạn BAMF ở Berlin, cho nên đã chọn thời điểm sai lầm là Chủ nhật ngày 23 tháng 7 năm 2017 để thực hiện vụ bắt cóc. Luật sư và thông dịch viên chờ đợi mãi, không thấy Trịnh Xuân Thanh đến. Đây là buổi thẩm vấn rất quan trọng trong thủ tục cứu xét công nhận tị nạn. Điện thoại của Trịnh Xuân Thanh bị tắt, không liên lạc được. Ông Victor Pháp, luật sư của Trịnh Xuân Thanh, lập tức báo động với bộ phận an ninh của BAMF. Còn bà luật sư Petra Slagenjels thì gọi điện thoại báo động cho sở cảnh sát hình sự Berlin LKA. Đầu tiên LKA nói bà hãy liên lạc với cơ quan an ninh quốc gia. Bà liền gửi một email báo động lúc 10 giờ 50. 3 tiếng đồng hồ sau, một nhân viên của cơ quan an ninh quốc gia gọi điện thoại trả lời cho bà biết là còn quá ít cơ sở để có thể vào cuộc. Có thể ông Thanh dính líu gì đó với xã hội đen, nhân viên này nói. Ông khuyên các luật sư ra cảnh sát làm thủ tục báo người bị mất tích. Mọi nỗ lực tưởng chừng như vô vọng. Trong thời điểm đó, các luật sư không biết rằng vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh mới xảy ra một ngày trước đó. Có những nhân chứng đã quan sát thấy và gọi điện thoại cho cảnh sát. Nhưng một ngày sau đó, tức là thứ Ba ngày 25 tháng 7 năm 2017, cảnh sát thông báo cho bà luật sư
hầu như không còn nghi ngờ gì về việc mật vụ Việt Nam đã bắt cóc một người Việt giữa thủ đô Berlin. Máy điện thoại của Trịnh Xuân Thanh bị đánh rơi ở hiện trường. Vụ bắt cóc xảy ra khoảng sau 10 giờ sáng tại công viên Tiergarten, gần khách sạn Sheraton Berlin, nơi Trịnh Xuân Thanh thuê ở qua đêm. Trịnh Xuân Thanh đang đi dạo cùng một phụ nữ Việt Nam thì bị một nhóm người dùng vũ khí cưỡng bức đẩy cả hai lên một chiếc ô tô mang biển số Cộng hòa Séc và phóng đi mất dạng. Khi được những nhân chứng báo động, cảnh sát lập tức tới nơi thì chỉ tìm thấy tại hiện trường máy điện thoại cầm tay của Trịnh Xuân Thanh. Hành trình đến Đức, Trịnh Xuân Thanh cùng vợ và hai đứa con trốn khỏi Việt Nam bằng một hành trình khá vất vả qua ngả Lào, Thái Lan và Thổ Nhĩ Kỳ. Sau đó ông Thanh sang Đức bằng hộ chiếu ngoại giao vì từng là đại biểu quốc hội. Ông và vợ đã xin giấy phép lưu trú tại Đức, nhưng chỉ vợ ông được cấp, còn ông thì không. Vì ông đang bị Hà Nội truy nã, sau đó ông Thanh đệ đơn xin tị nạn tại đây. Vợ ông Thanh hiện vẫn cư ngụ ở Berlin. Tiếp theo đây mời quý vị cùng theo dõi phần bình luận có tựa đề Khủng hoảng bắt cóc, phát sinh hậu quả gì? Một ngày sau khi Bộ Ngoại giao Đức ra tuyên bố phản đối hành động mật vụ Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, buổi họp báo thường kỳ diễn ra vào ngày 3 tháng 8 năm 2017 ở Hà Nội đã lộ diện phản ứng đầu tiên của Việt Nam. Tuy lấy làm tiếc, nhưng Bộ Ngoại giao Việt Nam đã không có lấy một câu hay từ ngữ nào phủ nhận cáo buộc của phía Đức về việc Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc. Vẫn còn khá sớm, nhưng có lẽ không quá muộn để nói xin vĩnh biệt Hiệp định Thương mại Tự do Châu Âu Việt Nam EVFTA. Bản tuyên bố của Bộ Ngoại giao Đức phản đối hành động bắt cóc Trịnh Xuân Thanh của mật vụ Việt Nam đã gần như đóng dấu chấm hết đối với nguyện ước chưa bao giờ khẩn thiết đến thế của Hà Nội về EVFTA. Câu chuyện đầu tiên thuộc về EVFTA, chủ đề mà giới cai trị Việt Nam quan tâm nhất sau sự đổ vỡ của Hiệp định TPP mà đã khiến Hà Nội thất thần vào mùa xuân năm nay. Nhưng Merkel đã không có bất kỳ một hứa hẹn nào cho tương lai của EVFTA, cho dù hiệp định này đã được ký chính thức từ tháng 12 năm 2015 và chỉ còn chờ quốc hội của 27 nước trong khối Liên minh châu Âu thông qua. Cũng không phát ra một sự bảo đảm nào từ bà Merkel về hiệp định dẫn độ mà ông Phúc gần như cầu cảnh. Chỉ sau vụ Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc tại Berlin và khi Bộ Ngoại giao Đức phải lên tiếng phản đối chính thức, giới quan chức ngoại giao Đức mới tiết lộ rằng chính Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nêu yêu cầu dẫn độ Trịnh Xuân Thanh về Việt Nam với Thủ tướng Angela Merkel. Sau đó báo chí Việt Nam ồn ào đưa tin hai bên sẽ xem xét khả năng đàm phán hiệp định dẫn độ. Nhưng cũng như EVFTA, hiệp định dẫn độ giữa Đức và Việt Nam nếu có cũng phải mất ít ra từ 1 đến 1 năm rưỡi nữa. Nếu EVFTA còn phải trải qua rất nhiều thủ tục đồng thuận của các quốc hội trong EU mà chỉ một nước không đồng ý cũng không thể thông qua. Hiệp định dẫn độ cũng phải trải qua không ít lần đàm phán, thẩm định, dự thảo, thông qua các cấp trước khi Việt Nam có thể đón nhận Trịnh Xuân Thanh ở sân bay Nội Bài. Song vụ bắt cóc đầy manh động trên đất Đức, cứ như thể thoải mái bắt cóc người bất đồng chính kiến ở Việt Nam, đã phá hỏng toàn bộ viễn cảnh Thanh về Nội Bài. Người Đức chưa bao giờ giận dữ đến thế trong suốt chiều dài quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Với quốc vụ khanh văn phòng Bộ Ngoại giao Đức, ông Markus Ederer, đó còn là từ ngữ bội tín. Cái từ thiên về bản chất dưới đáy của chính trị này lại càng khiến công luận xã hội ở Việt Nam không thể nào quên được nhân vật Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đối xử với người dân Đồng Tâm ra sao, ký sống, lăn tay, điểm chỉ, nhưng sau đó sổ tuẹt tất cả. Cho tới vụ khủng hoảng bắt cóc, có lẽ giới chính khách nước Đức mới nhận ra một Việt Nam của tráo trời chính trị rõ đến như thế. Bấy lâu nay một Hà Nội nên thơ vẫn được giới quan chức văn hóa Việt lồng vào những vần thơ của Goethe và Henny từ những dự án dĩ nhiên được viện trợ bởi chính phủ Đức. Nhiều năm qua, người Đức cũng chỉ biết về Việt Nam thời hậu chiến lúc nhúc tham nhũng và không thiếu cảnh vi phạm nhân quyền. Nhưng chỉ vài năm gần đây, có những nghị sĩ Đức mới bắt đầu thấm thía và cám cảnh thân phận quyền làm người của mình khi họ bị công an Việt Nam cấm nhập cảnh vào đất nước này. Khủng hoảng bắt cóc rất có ích cho những người Đức nghiên cứu về Việt Nam học. Họ sẽ càng hiểu rõ hơn rằng tại sao mật vụ Việt Nam vốn mang thói quen bắt cóc, hành hung hay bắt giam người bất đồng chính kiến trong nước theo luật rừng như cơm bữa lại dám sang tận Berlin làm nhiệm vụ đài đọa và bất chấp cả danh thể quốc gia đó. Về bản chất, khủng hoảng bắt cóc không chỉ là thất bại đau không thể ngủ được của giới mật vụ Việt Nam, không chỉ là hậu quả viên chức đại diện chính thức của cơ quan tình báo Việt Nam tại Đại sứ quán Việt Nam ở Đức bị tuyên bố là người không được hoan nghênh,
một cấp độ phản ứng mạnh mẽ trên phương diện ngoại giao quốc tế và bị trục xuất khỏi Đức trong vòng 48 tiếng đồng hồ, mà còn để lại những dư chấn không thể lường trước khi phía Đức kết thúc bản tuyên bố phản đối bằng chúng tôi cũng bảo lưu quyền áp dụng thêm các hành động khác ở cấp độ chính trị, kinh tế và chính sách phát triển. Hãy nhìn lại, Đức là quốc gia có nền kinh tế lớn nhất khối EU. Đức cũng là quốc gia nhập khẩu 1/5 các sản phẩm của Việt Nam xuất qua châu Âu. Giá trị thương mại song phương Đức-Việt Nam lên đến 9 tỷ đô la, giúp cho số xuất siêu hàng năm của Việt Nam vào thị trường EU lên tới 25 tỷ USD, hoàn toàn trái ngược với số nhập siêu cả chính ngạch lẫn tiểu ngạch của Việt Nam từ bạn vàng Bắc Kinh gấp đôi như thế, hơn 50 tỷ USD mỗi năm. Cái cách bắt cóc Trịnh Xuân Thanh mà theo một người bình luận phải ví von, không xin được thì ăn cắp, đã khiến nước Đức đầu tàu chính trị của châu Âu phải đe dọa sẽ trả đũa. Hậu quả ngay trước mắt là kể từ nay, trong con mắt nhiều nước châu Âu, việc này cũng phá vỡ lòng tin một cách nghiêm trọng, như một nội dung trong tuyên bố phản đối của Bộ Ngoại giao Đức. Quang cảnh này lại ngược ngào kinh khủng với cụm từ lòng tin chiến lược để kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế mà ông Nguyễn Tấn Dũng rất xính dùng khi ông còn là thủ tướng. Vào năm 2014, khi giới chóp bu Việt Nam vừa bị giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc chơi cho một vố điếng người. Kể từ nay, không khó để hình dung rằng Liên minh châu Âu sẽ không còn mấy người quan tâm đến cảnh nạn Việt Nam bị Trung Quốc hiếp đáp ngoài Biển Đông. Còn hậu quả khó lường trong tương lai hẳn không ngoài tình trạng viện trợ không hoàn lại, tín dụng cho vay, đầu tư nước ngoài của châu Âu vào Việt Nam có thể sụt giảm đáng kể. Những ưu đãi về hàng rào thuế quan trọng trong nhập khẩu hàng Việt Nam cũng bởi thế sẽ được thả nổi theo mặt bằng thị trường chung. Thậm chí khách du lịch châu Âu khi đã được báo chí lục địa này dồn dập cảnh báo về nhà nước bắt cóc sẽ chẳng còn mấy tha thiết đi ra ngoài ở một Việt Nam đầy rủi ro rình rập. Một ngày sau khi Bộ Ngoại giao Đức ra tuyên bố phản đối hành động mật vụ Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, buổi họp báo thường kỳ diễn ra vào ngày 3 tháng 8 năm 2017 ở Hà Nội đã lộ diện phản ứng đầu tiên của Việt Nam. Đối diện với nhiều câu hỏi liên quan đến vụ việc Trịnh Xuân Thanh và về tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức ngày 2 tháng 8, bà Lê Thị Thu Hằng cho biết bà rất tiếc về phát ngôn này và nói thêm Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Đức. Chi tiết đáng chú ý là tuy lấy làm tiếc, nhưng cái cách phản ứng đầu tiên của Bộ Ngoại giao Việt Nam đã không cho thấy một câu hay từ ngữ nào phủ nhận cáo buộc của phía Đức về việc Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc. Thông thường hành động của một quốc gia nhằm trả đũa quốc gia khác trục xuất nhân viên ngoại giao của mình là trục xuất lại nhân viên của quốc gia đối phương. Công luận đang chờ đợi hành động trả đũa của chính quyền Việt Nam. Liệu họ có đủ can đảm để trục xuất một nhân viên ngoại giao người Đức hay không? Hay sau nhiều cuộc họp khẩn từ ngày 1 tháng 8, thời điểm đại sứ Việt Nam tại Đức bị triệu tập đến Bộ Ngoại giao nước này về vụ Trịnh Xuân Thanh đến nay, Việt Nam đã gián tiếp thừa nhận hành vi bắt cóc Trịnh Xuân Thanh và cố gắng nuốt nhục cho qua cơn khủng hoảng. Đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần bình luận có tựa đề Lỗi lầm cốt tử của mật vụ Việt Nam, hệ thống định vị GPS chống trộm xe. Nhật báo BZ số ra thứ Bảy ngày 5 tháng 8 năm 2017 đăng một bài báo với tựa đề tạm dịch như sau: Mật vụ Việt Nam dùng người tình để chim mồi bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Bài báo của tờ BZ cho biết, vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh là một kế hoạch tinh xảo của mật vụ Việt Nam. Người tình của ông Thanh đã trở thành một tai họa cho ông. Mật vụ Việt Nam đã biết từ lâu, Trịnh Xuân Thanh có mối quan hệ tình cảm với một cô gái Việt Nam trẻ đẹp. Cô gái này là con của một bộ trưởng. Những nhân viên mật vụ đã đón cô gái ở sân bay Tegel Berlin bằng một chiếc xe limousine thuê mướn mang biển số Cộng hòa Séc. Để tránh mất cắp nên có những chiếc xe thuê mướn được trang bị hệ thống định vị GPS. Đây là một hệ thống GPS riêng biệt, nó không phải là navigation system thông thường để chỉ đường. Rất tiếc cho mật vụ Việt Nam là thuê mướn đúng vào chiếc xe loại này. Cho nên toàn bộ lộ trình chiếc xe di chuyển đều được lưu trữ lại qua hệ thống định vị GPS. Đây rõ ràng là một lỗi lầm cốt tử của mật vụ Việt Nam. Khoảng 10 giờ 30 Chủ nhật ngày 23 tháng 7 năm 2017, chiếc xe limousine ngừng ở trên đại lộ Hofza Gallery gần khách sạn Sheraton Berlin. Con đường này xuyên qua công viên Tiergarten, vụ bắt cóc xảy ra tại đây. Những người đi đường nhìn thấy cảnh Trịnh Xuân Thanh và người tình bị ba nhân viên mật vụ cưỡng bức đẩy lên chiếc xe limousine với tiếng la hét dữ dội,
nên đã ghi lại biển số xe và điện thoại báo động cảnh sát. Cũng theo dữ liệu GPS lưu trữ, chiếc xe này sau đó đã chạy đến Praha, thủ đô Cộng hòa Séc. Sau đó, Trịnh Xuân Thanh bị áp tải đưa về Việt Nam trên một chiếc máy bay ngụy trang chở bệnh nhân. Ngoài ra, trong một bài báo TAZ số ra ngày 2 tháng 8 năm 2017, bà luật sư Slagenyov của Trịnh Xuân Thanh cho biết, người tình của Trịnh Xuân Thanh là một nhân viên làm việc ở Bộ Công Thương. Cô đã bị gãy tay khi cô cùng với Trịnh Xuân Thanh bị xô đẩy lên chiếc xe bắt cóc và sau đó được đưa về Việt Nam chữa trị trong Bệnh viện Việt Đức ở Hà Nội với sự canh giữ của công an. Hiện nay trên các mạng xã hội Facebook đang lan tràn những đồn đoán cô gái người tình của Trịnh Xuân Thanh là ai. Tiếp theo đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông cáo báo chí của luật sư Đức Petra Stelagenau về việc ông Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc tại Berlin. Vào hôm Chủ nhật ngày 23 tháng 7 năm 2017, lúc khoảng 10 giờ 40 phút tại Berlin Tiergarten, công dân Việt Nam Trịnh Xuân Thanh cùng với một người Việt Nam khác đã bị dùng bạo lực bắt cóc ngay trên đường phố. Cả hai người bị tống vào một chiếc xe hơi. Sự việc này có nhân chứng nhìn thấy và báo cáo cho cảnh sát Berlin. Vào ngày thứ hai, tức là 24 tháng 7 năm 2017, họ đã bắt đầu tiến hành điều tra sự việc. Cho đến ngày 31 tháng 7 năm 2017 thì Trịnh Xuân Thanh bị mất tích và cả người nhà cũng như cảnh sát đều đã không tìm thấy. Ngày 31 tháng 7 năm 2017, trên báo chí chính thức của Việt Nam xuất hiện thông báo là ông ta đã ra đầu thú chính quyền Việt Nam và hiện đang ở Việt Nam. Người phụ nữ Việt Nam mà đã bị bắt cóc cùng với ông thì nằm trong Bệnh viện Việt Đức Hà Nội từ ngày 25 tháng 7 năm 2017 dưới sự canh gác của cảnh sát. Diễn biến chính xác tiếp theo sau khi ông Trịnh Xuân Thanh bị dùng bạo lực bắt cóc tại Berlin vào ngày 23 tháng 7 năm 2017 và cho tới ngày 31 tháng 7 năm 2017, ông ta đã bị giữ tại đâu thì hiện chưa rõ. Có nghi ngờ là ông ta đã bị đưa về Việt Nam qua một nước Đông Âu và dưới vỏ bọc không xâm phạm của ngoại giao. Trái với ý muốn của mình, giữa chừng thì chính phủ Việt Nam cho đưa tin trên truyền thông chính thức là ông Trịnh Xuân Thanh đã tự nguyện ra đầu thú các cơ quan Việt Nam. Rõ ràng là người ta có ý định dùng thông tin sai sự thật này để che đậy hành vi vi phạm pháp luật quốc tế của chính phủ Việt Nam. Ông Thanh đã nộp đơn xin tị nạn tại Đức và có hẹn phỏng vấn về việc này với sự hiện diện của luật sư của mình vào ngày 24 tháng 7 năm 2017 tại Cơ quan Liên bang về di cư và người tị nạn ở Berlin. Việc này đã không thực hiện được do vụ bắt cóc nói trên. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ông Thanh đều không tự nguyện để mình bị rơi vào tay các cơ quan Việt Nam. Ông ta đã biết chắc chắn rằng, tại Việt Nam, vì lý do chính trị, ông ta sẽ hoàn toàn không được xét xử công bằng. Tất cả những nhận biết có được cho đến nay chỉ có thể dẫn đến kết luận là theo chỉ thị của chính phủ Việt Nam, ông Thanh đã bị bắt cóc tại Berlin và bị dùng bạo lực đưa về Việt Nam một cách bất hợp pháp. Vào tháng 6 năm 2017, các lãnh đạo cấp cao của Đảng vẫn còn tuyên bố trên báo chí Việt Nam là muốn bắt bằng được ông Trịnh Xuân Thanh. Về cá nhân ông Trịnh Xuân Thanh và lý do của vụ bắt cóc, ông Thanh là tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang từ tháng 5 năm 2015 và được cử tri Hậu Giang bầu với số phiếu cao nhất làm đại biểu Quốc hội khóa 2016 đến 2020. Từ năm 2007 đến 2012, ông đã là chủ tịch hội đồng quản trị của Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam. Liên quan đến một cuộc tranh chấp quyền lực trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam thì những cáo buộc đã được bỏ qua đối với ông Trịnh Xuân Thanh lại bị đưa ra xem xét và dẫn đến việc ông bị ra lệnh bắt giam với tội danh vi phạm vào Điều 165 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam, tức là vi phạm về kinh tế. Cuộc tranh chấp quyền lực này đã lên đến đỉnh điểm vào đầu năm 2016. Nguyễn Phú Trọng, khi đó là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, và Nguyễn Tân Dũng, khi đó là Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, là những đối thủ trong cuộc tranh chấp quyền lực này. Trong khi Nguyễn Tân Dũng thúc đẩy cải cách kinh tế, thì Nguyễn Phú Trọng đại diện cho những người trong Đảng Cộng sản Việt Nam lo ngại rằng những cải cách kinh tế mà kèm theo sẽ là tăng tham nhũng và công nợ, có thể sẽ dẫn đến sự kết thúc của chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam. Thuộc về phe phái của Nguyễn Tân Dũng, khi đó là Thủ tướng Chính phủ, là những người nổi tiếng của Đảng Cộng sản Việt Nam như Vũ Huy Hoàng và Đinh La Thăng. Ông Vũ Huy Hoàng trước kia đã du học tại Freiburg thuộc bang Sachsen tại Đức, đã là Bộ trưởng Bộ Công Thương dưới thời Nguyễn Tân Dũng, giữa chừng thì ông ta đã bị miễn nhiệm. Đinh La Thăng đã từng là Bộ trưởng Giao thông, là Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh,
nhưng bị cách chức vào đầu tháng 5 năm 2017. Ông ta đã từng là Ủy viên Bộ Chính trị, cơ quan quyền lực cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhiều nhà quan sát đã tin rằng Đinh La Thăng là một ứng cử viên cho chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc ông ta bị mất chức Ủy viên Bộ Chính trị được đánh giá là sự thanh trừng từ phía hiện đang thắng về chính trị của ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Trịnh Xuân Thanh đã được coi là đàn em thân tín của Vũ Huy Hoàng cũng như của Đinh La Thăng. Ông ta cũng có mối liên hệ cá nhân với Nguyễn Tân Dũng, lãnh đạo của phe phái hiện đã bị lật đổ trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông ta thuộc về khuynh hướng cải cách của Đảng Cộng sản Việt Nam và đã có một sự nghiệp thành công dưới thời Nguyễn Tân Dũng. Theo nhận xét của các nhà quan sát chính trị, thì việc truy tố hình sự đối với ông Trịnh Xuân Thanh nhằm mục đích chính trị chống lại phe của Nguyễn Tân Dũng với ý định tiêu diệt những người cải cách, những kẻ tư bản trong nội bộ Đảng Cộng sản và khôi phục và tăng cường vai trò của Đảng trên cơ sở ý thức hệ Cộng sản. Để làm tiêu biểu cho vụ điều tra hình sự chống lại ông Trịnh Xuân Thanh, thì những cáo buộc mà năm 2015 đã từng được đình chỉ liên quan đến các vi phạm kinh tế vào thời kỳ ông là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam đã lại được đưa ra xem xét. Năm 2015, Bộ Công Thương sau khi xem xét các vấn đề xảy ra trong công nghiệp điện và khí đốt Việt Nam của những năm trước, đã kết luận là ông Trịnh Xuân Thanh không có hành động vụ lợi cho bản thân. Trước tiên thì vào ngày 11 tháng 7 năm 2016, Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản đã ra quyết định thực hiện các biện pháp kỷ luật đối với ông Trịnh Xuân Thanh. Và đến tháng 9 năm 2016 thì ông ta đã bị phát lệnh bắt giam. Việc phát lệnh bắt đối với ông Trịnh Xuân Thanh với tội danh vi phạm Điều 165 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam cũng như các sai trái của ông ta đã được chỉ đạo lan truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, tức là ông Trịnh Xuân Thanh đã bị lên án công khai. Ông Thanh đã trốn thoát được mối đe dọa bị bắt giam ở Việt Nam và năm ngoái đã sang đến Đức. Sau khi rời khỏi Việt Nam, ông Trịnh Xuân Thanh đã chống lại những cáo buộc về mình và trong một bản tường trình cá nhân đề ngày 4 tháng 9 năm 2016, gửi cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam và gửi đến lãnh đạo Đảng. Ông đã nêu những cáo buộc đối với lãnh đạo hiện nay của Đảng Cộng sản, cụ thể là cá nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, và ông đã tuyên bố ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau khi có tiến hành điều tra ông Trịnh Xuân Thanh, thì trong nội bộ Đảng có quyết định ra xử lý kỷ luật đối với nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng. Người ta đang xem xét có tiến hành điều tra hình sự đối với ông ta hay không. Về phần nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng cũng có nguy cơ bị như vậy. Trong một cuộc họp báo ngày 4 tháng 10 năm 2016, thì ông Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam cho rằng việc truyền tải một cuộc phỏng vấn ông Trịnh Xuân Thanh được thực hiện bởi một blogger có được thông tin về ông Thanh coi là một hoạt động gián tiếp, tiếp tay cho hoạt động chống phá nhà nước của người này. Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có gửi cho Interpol một thông báo gọi là thông báo đỏ, dựa trên cơ sở lệnh bắt vào ngày 16 tháng 9 năm 2016 với tội danh cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản. Việc này đối với chính quyền Đức không vào thời điểm nào là lý do ra biện pháp gì đối với ông Trịnh Xuân Thanh. Chính quyền Đức không ra lệnh bắt dẫn độ và không tiến hành điều tra dẫn độ đối với ông Trịnh Xuân Thanh. Chuyện lớn từ Đức.